Sáng nay ngày 7 tháng 4, Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nội vụ về tình hình công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Năm 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, công việc phát sinh nhiều, khó, phức tạp, nhưng tập thể Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở, toàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao. Trong đó, nổi bật là hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm, 14 nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, tham mưu triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng bộ Sở Nội vụ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020-2021. Sở Nội vụ cũng được khối thi đua sở ban ngành thành phố bình xét tặng cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu khối thi đua năm 2020, được đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố.